Chị ơi, tình là em vừa đến Okayama thì chưa biết là hướng dẫn nào cho đúng ở quy định của thành phố thì chị có thể hướng dẫn em không? Ừ đúng rồi, với những bạn mà mới đến thành phố Okayama thì không những cách phân loại rác mà cách vứt rác thế nào và những ngày vứt rác nó rất là khó hiểu phải không nhỉ? Thì em có thể tìm hiểu những thông tin đó bằng cách là hỏi thầy cô ở trường, hoặc là hỏi những bạn nằm cùng công ty, hoặc là hỏi những người hàng xóm xung quanh em. Đây cũng là cơ hội để em có thể giao tiếp tiếng Nhật, tiếp xúc với cả những người sống ở xung quanh em. Cũng là một cơ hội chị nghĩ là rất là tốt, nên là em thử hỏi xem nhé. Ok chị. Phải phân loại rác cháy được và rác không cháy được rồi mới vứt bỏ rác. Khi vứt bỏ rác, hãy cho rác vào túi được quy định là túi đựng rác màu vàng rồi mới vứt bỏ rác. Có quy định nơi vứt bỏ rác theo khu vực sinh sống. Hãy vứt bỏ rác cháy được và rác không cháy được theo lịch được quy định ở trạm rác. Có quy định thứ ngày có thể vứt bỏ rác theo từng loại rác. Trường hợp bạn không hiểu, hãy hỏi những người trong khu phố hoặc xem trên trang chủ của thành phố Okayama. Trạm rác là tài sản chung của mọi người, hãy cùng nhau tuân thủ quy định và sử dụng sạch sẽ. Ok, vậy là em đã hiểu được về phần rác cháy được và không cháy được. Vậy thì còn rác quá cỡ hoặc là chai nhựa hoặc là vỏ kim loại thì em phải làm nào chị? Ừ, đúng rồi, ngoài rác cháy được và rác không cháy được thì còn có rác tái chế và những loại rác quá kích cỡ. Thì những loại rác này thì cách vứt nó cũng khá là khó hiểu, vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ok. Kích cỡ của một loại rác là những đồ vật lớn không thể cho vào túi đựng rác 20 lít thì được gọi là rác cồng kềnh quá khổ. Không thể vứt bỏ rác cồng kềnh quá khổ ở trạm rác. Phải đặt lịch hẹn để vứt bỏ rác cồng kềnh quá khổ. Rác vụn từ rác cồng kềnh quá khổ sẽ phân loại rác cháy được và rác không cháy được. Ngoài ra còn có rác tái chế. Rác tái chế là những đồ vật có thể tái chế gồm có chai lọ thủy tinh, lon hộp, chai nhựa. Có quy định địa điểm và ngày vứt bỏ rác tái chế. Khi vứt bỏ chai lọ thủy tinh, lon hộp kim loại, chai nhựa, hãy rửa sơ qua bên trong bằng nước. Hãy cho chai lọ thủy tinh vào thùng màu vàng và lon hộp kim loại vào thùng màu xanh. Đối với chai nhựa, hãy tháo lấy lắp chai và gỡ nhãn, rồi cho vào túi trong suốt rồi mới vứt bỏ rác. Ok, em chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ em đã hiểu rõ về cách vứt rác của thành phố Okayama rồi. Nếu mà em hoặc là các bạn muốn biết thêm về hướng dẫn tái chế và giảm rác thải của thành phố Okayama thì chúng ta hãy truy cập trang web của thành phố Okayama ở dưới đây. Sẽ có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.